Trong làng có một quy định kinh khủng, nếu trên người có dấu số không, sẽ bị dân làng đối xử như rác rưởi, và những đứa trẻ lớn hơn không, mọi người sẽ cúi đầu trước họ. Người phụ nữ mang thai này đang vật lộn, cô ấy sinh một bé trai, nhưng thật không may, con của cô ta lại là số 0. Cậu bé lớn lên, ngay khi đi học đã bị bạn học phân biệt đối xử, bởi vì anh ta là số 0 xui xẻo, mà giáo viên đều đang giải thích. Tất cả bạn học không được phép kết giao với không, ngay cả không và không cũng không thể nghe thấy điều này. Các bạn học đều đang cười nhạo hắn, có một bạn học cố ý gây rối. Sau khi giáo viên phát hiện, các bạn học đều chỉ về phía số 0. Giáo viên biết là người khác làm, nhưng bà ấy quá nghiêm khắc với số 0. Phải bắt đầu với cậu bé. Cậu bé nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn tưởng tượng có một ngày, hắn có thể giống như các bạn học, chơi với tuổi thơ mà mình nên có. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng. Trong thực tế, hắn bị bạn học treo trên cây lớn. Người qua đường nhìn thấy cảnh này căn bản không để ý đến anh ta. Ngay cả đại bàng trên cây cũng ghét nó. Cậu bé tội nghiệp lớn lên trong sự nhạo báng. Hôm nay hắn đi trên đường, gặp phải một người ăn xin số 0. Để giúp người ăn xin, cậu bé đến cửa hàng mua thức ăn cho mình. Ai ngờ bị ông chủ đuổi ra ngoài, bởi vì cậu bé đến, cửa hàng cũng bị đóng cửa. Cậu bé đành phải đưa cho người ăn xin một đồng xu. Đêm tối, cậu bé ngồi một mình trong góc, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu cứu. Cậu bé tò mò nhìn, hóa ra là một nhóm đàn ông đang bắt nạt một số 0 khác. Cô gái sợ hãi, cậu bé vô tình phát ra tiếng động. Ngay sau đó cậu bé bị phát hiện và bị họ đánh. Cậu bé tuyệt vọng nhìn họ, trong trạng thái hoảng loạn, cậu bé dường như nhìn thấy một thiên thần, và thiên thần là con gái. Sau đó thiên thần kéo cậu bé vào góc và giúp cậu bé băng bó vết thương. Có lẽ đều là người số 0 đáng thương, hai người đã cảm nắng với nhau. Nhìn đôi số 7 đi ngang qua đây, họ rất thất vọng, bởi vì trong làng không cho phép hai số 0 yêu nhau. Nhưng cậu bé cảm thấy không công bằng, thế là anh ta quyết định ở bên cô gái. Sau đó họ cùng nhau ăn bên hồ, cùng nhau tìm thức ăn trong thùng rác. Nhìn đôi tình nhân, chàng trai cầm một bông hoa cầu hôn cô gái. Cứ như vậy, họ đã có một đêm khó quên. Nhưng không lâu sau, việc họ yêu nhau bị dân làng biết. Cô gái bị đẩy ngã xuống đất và cậu bé bị đưa vào nhà tù. Ở đây, anh ta bị đói. Hắn biết mình đang ở trong nhà tù này, có thể không bao giờ ra được. Để không để lại tiếc nuối, anh ấy viết những lời nhớ cô gái trên tường, sau đó lặng lẽ chờ đợi cái chết. Ngay lúc này, một bông hoa khô héo ném vào. Hắn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, hóa ra là cô gái đến thăm anh ta. Cô gái chỉ muốn anh ta biết, tôi đã mang thai đứa con của anh rồi. Cậu bé sau khi biết thì rất vui nhưng lại rất thất vọng, bởi vì cô gái này có thai, cũng bị dân làng biết. Cô bị dân làng không ngừng mắng chửi. Đối mặt với dân làng, cô gái sợ hãi ngã xuống đất. Kết quả là thai sắp chuyển dạ. May mà với sự giúp đỡ của bác sĩ, cô gái cuối cùng sinh con. Khi mọi người nhìn thấy đứa trẻ này, ngay lập tức vải lanh đóng băng. Họ cúi đầu trước cô gái. Nhìn quần áo lộn xộn trên mặt đất, chàng trai tưởng cô gái đã chết, hắn rơi nước mắt. Nhưng ngay lúc này, cửa nhà tù từ từ mở ra, cô gái ôm cặp song sinh số không bước vào. Bởi vì dấu ấn này là duy nhất, trong mắt dân làng, sự kết hợp của hai số không tương đương với sự nó là con số thiên văn lớn nhất trong làng. Cho nên họ rất ngưỡng mộ. Cho đến nay, quy định kỳ lạ này cũng bị phá vỡ hoàn toàn. Một nhà bốn người từ nay về sau sống hạnh phúc trong một.